Kẹt các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Ninzalit lột xác cực đẹp với cái món phụ kiện nâng tầm hiệu năng cây phục thị điển. Cái chiếc Ninzalit dọn hôm nay là một trong những cái mẫu xe có quá trình nâng cấp bài bản mọi trang bị, thay đổi đáng kể về mặt hiệu năng lẫn diện mạo. Ngoài việc chơi cây phục độ thì người chủ cái chiếc Ninzalit hôm nay còn cường hóa hiệu năng cây phục thị điển của mình bằng món phụ kiện được rất nhiều anh em yêu thích. Ốp đầu trước của con xe được cắt gọt để có thể gắn được cái cụm thắng Rainbow Asset. Việc nâng tầm lên cụm thắng đồng nghĩa với người chủ phải hy sinh cái tính năng là CBS. Giờ đây bóp thắng trái thì heo trước sẽ không có hoạt động như cái cụm thắng xe nữa. Cái thắng đầm phía sau nằm dưới cái sự quản lý của món đồ chơi cụm con Donutem, có khả năng điều tiết thắng tốt, nó không thua kém gì cụm thắng trái nguyên bản khi được canh chuẩn đúng kỹ thuật. Để thắng TVT hiện tại đang chiếm hữu một khoảng không gian rất lớn nơi dàn chân, bởi vì đường kính nó lên tới là 220 chứ không phải chỉ có 190mm như cái phần để thắng xin. Nó được kết hợp cùng hai cú phanh double disc 2 bit giúp được thắng cho dàn chân trước được tăng cường đáng kể, rút ngắn cái khoảng đường phanh. Không chỉ sổ cho mình cái bộ Olin cái mã HO545 mà cái chiếc Nidis hôm nay còn có một cú phụ kiện HBA TVT hỗ trợ quá trình nâng chỉnh cái tải trọng diễn ra dễ dàng hơn, giúp cho cây phục đáp ứng tốt nhu cầu đi một hoặc đi hai người. Bosin bây giờ cũng không còn nữa, thay đó là cái cổ Titan 47 thời thượng, nó không bị tình trạng reset một khoảng thời gian có dụng dài. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Wild 125 dọn cực đẹp với một cái gói combo hơn 30 triệu. Cái dòng lọc Wild 125 dọn hôm nay sẽ cho mình một cái tâm điểm tạo ra cái sự chú ý di chuyển ở trên đường phố. Vốn sở chứ mình vẽ ngoài cũng thể thao, cái con xe này trở nên thú vị hơn rất nhiều. Chế những món đồ chơi cũng như cái phục Olin, tài thắng của Rainbow, và quan trọng nhất là cái bộ 4 Ross âm thanh rất ấm. Đầu tiên, cái sự quen thuộc, cái cụm thắng của Rainbow Asset mức giá thị trường hơn 5 triệu chút, được nhiều anh em chia xe, phần cơ lớn đến những dòng phổ thông cũng rất là tin tưởng, mẫu mã cũng khá đẹp. Nhược điểm của nó là bộ tay này hơi bị lớn nên chúng ta phải quét mũ sao cho không bị cả cứng trong quá trình thao lắp. Người chủ là một người yêu thích cái sự đơn giản, vì thế đã chọn cái bình dầu rời, sử dụng cái đoạn ống trong suốt để chứa dầu bên trong bằng một cái con ốc titan đậy lại ở phía bên trên. Còn bên trái tận chụm cho mình tay con tiếp em để quản lý cái nhiệm vụ chức năng ở phần đầm sau. Mức giá là dưới 3 triệu. Cái mẫu tay này hiện nay được rất ưa chuộng bởi những cái tính năng đi kèm, không thua kém nhiều cái dòng tay đắt tiền. Nhìn xuống dàn chân trước, ta bắt gặp cái dầu caper được cố định vào con hàng của Rainbow Disc 2 bit xứng, được canh chỉnh rất nhiều và cái phát heo phù hợp với cái phần lỗ ốc phục và kích trước xe đĩa. Mẫu heo này cũng được tạo hình dựa trên cái công nghệ CNC cũng rất là tinh xảo, hài hòa, khác xa với những cái dòng heo đúc tháo xe. Hai thở với bộ 4 Ross chính hãng của nhà Levin sản xuất hiện nay có mức giá thị trường hơn 3 triệu cây. Nhưng ở cái phiên bản đời 2007, nước dâm ngoài còn đẹp, sơn chưa có sơn xi hết thì tầm là 17-18 triệu là chuyện hết bình thường. Mẫu ô này đã bị ngừng sức cũng khá lâu, giờ những cái dòng Wild Rift ra đời thì nó trở nên hot trở lại. Ẩn hiện sau là cái bộ độc giới MBC vĩnh viễn, nếu chúng ta bị bám bẩn có thể tháo ra vệ sinh ở dùng lại. Chúng ta đang thấy cái hộp Âu Lệnh bình dầu rời phiên bản dành cho cái dòng Wild Rift với cái lọ sâm màu đen vô cùng nó bật. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để chi tiết nhớ like, subscribe.